Đất Xanh Miền Bắc đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin 24 giờ được phát sóng hàng ngày trên kênh thông tin Invest TV. Điểm tin ngày hôm nay nổi bật sẽ là thông tin nguy cơ về rửa tiền ở lĩnh vực ngân hàng, bất động sản Việt Nam ở mức cao, đồng đô la Mỹ bất ngờ giảm. Mời quý vị và các bạn cùng đồng hành với chúng tôi. Và tôi là Việt Cường, người sẽ cùng giúp quý vị và các bạn đến với những thông tin ngay sau đây. Thưa quý vị, thưa các bạn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ký công văn số 1485 gửi Thủ tướng Chính phủ để cho ý kiến đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi, một trong những nội dung gây nhiều tranh cãi nhất trong quá trình xây dựng dự thảo nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô thay thế Nghị định 86 ban hành năm 2014. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, để tạo điều kiện cho công nghệ số có khả năng đem lại nhiều lợi ích mới cho xã hội, đặc biệt là thúc đẩy cạnh tranh, qua đó nâng cao hiệu quả chất lượng của các hoạt động kinh tế, các nước trên thế giới như Anh, Đức, Singapore, Indonesia đều đã nỗ lực xây dựng và thực hiện các mô hình, phương thức quản lý mới. Tại Việt Nam, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo các bộ ngành nghiên cứu xây dựng các khuôn khổ pháp lý mới để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thực hiện thí điểm chính sách quản lý các sản phẩm mô hình kinh doanh mới có tính đột phá. Trên quan điểm đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng cần xem những đơn vị cung cấp nền tảng platform như Grab, Uber, GoViet là chủ thể riêng biệt ngoài những chủ thể được quy định hiện nay. Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã công bố báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố tại Việt Nam giai đoạn 2012-2017. Và theo báo cáo trên, thì nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng và bất động sản tại Việt Nam được đánh giá ở mức cao, trong khi lĩnh vực chứng khoán chỉ ở mức trung bình. Về các lĩnh vực cụ thể, nguy cơ rửa tiền được đánh giá ở mức cao trong các lĩnh vực ngân hàng và bất động sản. Riêng kênh chuyển tiền phi chính thức cũng được đánh giá ở mức cao. Trong khi đó, nguy cơ rửa tiền ở lĩnh vực chứng khoán, kiều hối, casino, sòng bạc ở mức trung bình. Các lĩnh vực kiểm toán, kế toán, luật sư, công chứng được đánh giá nguy cơ rửa tiền ở mức thấp. Về lĩnh vực ngân hàng, với đánh giá nguy cơ rửa tiền ở mức cao, báo cáo trên cho biết lĩnh vực này chiếm gần 90% tổng số báo cáo giao dịch đáng ngờ STR gửi đến Cục Phòng chống rửa tiền, cao hơn các lĩnh vực khác. Với lĩnh vực chứng khoán, giai đoạn từ năm 2012 đến tháng 9 năm 2017, theo số liệu thống kê của các cơ quan điều tra truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, không có vụ rửa tiền nào bị điều tra truy tố xét xử liên quan đến lĩnh vực chứng khoán. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ban hành công văn số 4046 về phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền thực hiện tháng hành động vì trẻ em năm 2019. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội giao Văn phòng Ban An toàn Giao thông thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các báo đài về tháng hành động vì trẻ em năm 2019. Thanh tra Giao thông Vận tải Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các khu vực tổ chức vui chơi cho trẻ em. Đặc biệt, lưu ý đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực Ủy ban Nhân dân huyện Ba Đình vào ngày 28 tháng 5 để phục vụ tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2019. Cấp quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức lễ phát động hoặc hội nghị triển khai ngày 25 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 tùy theo tình hình thực tế của địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 17 tháng 6 năm 2019, Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương chính thức phát hành hồ sơ mời sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng điểm dân cư và kinh tế phức hợp xã Ứng Hòa, huyện Ninh Giang. Mục tiêu của dự án là xây dựng một khu dân cư tập trung kết hợp với các khu kinh tế phức hợp, khớp nối với các khu dân cư lân cận thành một đơn vị ở khang trang, hiện đại với đầy đủ hệ thống hạ tầng xã hội. Dự án cũng cung cấp quỹ đất, các công trình dịch vụ, thương mại, công cộng, văn hóa, thể dục thể thao, quỹ đất ở và các công trình hạ tầng kỹ thuật cho khu vực. Diện tích sử dụng đất của dự án là 99.940 m², tổng chi phí thực hiện dự kiến là 131,102 tỷ đồng. Dự án sẽ được đấu thầu rộng rãi trong nước để lựa chọn nhà đầu tư. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam FASEP, 3 tháng đầu năm nay thì cá tra xuất sang thị trường Nhật Bản đạt gần 8,6 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đánh giá, các doanh nghiệp cá tra Việt Nam đã bắt đầu hiểu được thị hiếu tiêu dùng thủy sản của người Nhật, đặc biệt từ tháng 4 năm 2019. Theo biểu thuế ABA của Nhật Bản, sản phẩm cá da trơn phi lê tươi ướp lạnh vào thị trường từ các nước trong CPTPP, TPP-11 được miễn thuế, do đó các sản phẩm của Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội xuất khẩu hơn. Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm đô la Mỹ ở mức 23.056 đồng Việt Nam, giảm 8 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Tại các ngân hàng thương mại, giá giao dịch đô la Mỹ cũng có những biến động nhẹ theo chiều hướng tăng của tỷ giá trung tâm. Cụ thể, Ngân hàng Tiên Phong niêm yết giá đô la Mỹ ở mức 23.225 đồng đến 23.265 đồng, giảm 110 đồng ở cả hai chiều mua vào và tăng 19 đồng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch hôm qua. Giá đô la Mỹ tại Ngân hàng Vietcombank hội sở chính được niêm yết với mức 23,35 đến 23,37 đồng một đô la, giảm 60 đồng ở cả hai chiều mua vào bán ra so với phiên giao dịch ngày 15 tháng 5. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Cảm ơn sự đồng hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về kinh tế. Còn bây giờ, Việt Cường xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này ngày mai.